Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử lại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá cái đầu tiên nha, Roblox. Ok, let's go. Rồi, ở trong này thì nó có rất nhiều trò, vài trăm trò. Thì các bạn có thể thích trò nào thì chơi trò đó. Background hay gì đó, rất là nhiều trò. Ten Titan hay SpongeBob. Ok, và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn tựa game đó là Big Guy Sony Server. Ok. Wow, chứ gì đã vào trong luôn. Và bây giờ thì mình phải chạy thoát khỏi Big Guy. Server này chơi chắc được khoảng 4 phút rồi. Chạy theo anh này đi. Để nó biết là gì, chiếc chìa khóa. Không biết Big Guy đi đâu rồi. Ok. Anh này chẳng lẽ không cho mình chạy cùng. Let's go. Wow, một chú đã bị rốt trong này. Không biết anh này chạy đi đâu. Mình đang nghe tiếng chân của ai đó. Oh, Big Guy đó. Ok. Chạy thôi. Ok, let's go. Chết rồi, cả ba người đang ở đây. Xem ông ta nghe cái gì đây. Chạy luôn, chạy luôn, chạy luôn. Có một người thì đuổi hơi khó, còn cái này là nghĩa phải chơi hai người. Một người bị bắt rồi. Các bạn có thể đứng đây và cúi xuống hoặc là đi lên, không phải sợ. Mình xem bà ta đang ở chỗ nào. Đây. Let's go, chạy thôi. Họ lại le người khác rồi. Cánh cửa này đã mở. Oh my god. Let's go, let's go. Và các bạn chơi đến hết giờ mà các bạn vẫn còn sống thì các bạn sẽ hoàn thành được game. Rồi, mình sẽ vào đây xem là cái gì đây. Ok, let's go. Tiếp tục chạy tiếp. Wow, wow. Cô bé này thì vẫn chưa bị bắt. Còn ông ta thì không biết đi đâu rồi. Ông ta đây. Chắc ông ta nên nhiều quá chán rồi. Mình sẽ đến gần gần xem ông ta có lem hay không. Ông ta không thể bắt lời. Oh my god. Thế nào ông ta lại không bắt lời à? Đó, ông ta chuẩn bị chơi mình đó. Rồi, mình sẽ đi đường này. Kiểu le nhiều quá chán rồi, nên ông ta không le nữa. Đây rồi. Xem ông ta có le được mình không. Nếu ông ta le như thế này thì không bao giờ le được mình. Ông ta chán le rồi. Ok. Đó, các bạn cứ chạy xung quanh những chỗ đó để cho ông ta khỏi le mình. Thế là khi các bạn đến gần mà ông ta đánh các bạn được một phát thì coi như các bạn thua ngay. Đó, một người bị bắt rồi. Ok. Rồi, và mình sẽ chuyển tiếp sang game thứ hai, Subway Surfer. Let's go. Đây là một tựa game mới update. Lúc chiều nay mình mới update. Không biết là trong này có cái gì mới không. Ok, let's go. Ok, mình sẽ tắt wifi đi, just zoom. 1, 2. Ok,
Let's go. Cho mình nghĩ thì update một cái con tàu màu này. Cho update tàu rồi. Vì mình nhìn thấy quang cảnh thì vẫn như thế. Có tàu thì cái màu cam nó hơi khác một chút. Rồi, let's go. Oh my god, chết rồi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang đến game thứ 3. Scary Teacher vào đây. Chapter 4. Ok, let's go. Rồi tựa game này thì mình sẽ phá vỡ cái máy chạy của bà ta. Mình sẽ làm cho cái máy của bà ta gọi là chạy không ngừng nghỉ luôn. Bà ta đang chạy có thể không? Bồ hôi đang tốt lắm à? Wow, wow, ok. Rồi, let's go. Đầu tiên thì mình sẽ vào trong nhà kho. Xem có món đồ nào không? Rồi, một chiếc kim. Rồi, và chiếc kim thứ hai. Sau đó thì mình sẽ mở cái cửa ra. Vào trong đây xem có cái gì không. Đây rồi, một chiếc tu bít. Bà ta đang ra ngoài hành lang rồi. Bây giờ thì mình sẽ phải đột nhập lên trên tầng 2 bà ta. Không biết bà ta có vào đường đấy không? Hay bà ta đi đường khác? Ok, ok, bà ta xuống cầu thang rồi. Bây giờ mình sẽ lên trên này. Và sẽ làm hỏng cái máy chạy của bà ta. Để mình xem quy chế như thế nào. Đỏ là stop, send up, send down, ok. Cắt dây đỏ ra, cắt dây xanh đi. Oh, this trap.
treadmill is no match for me. Okay, let's go. Wait, why is this so fast? Why is this button not working? Ooh. Ooh. Oh, my head. Rồi, và bây giờ các bạn cùng mình khám phá tiếp đến tiếp theo nha. Big Sky. Escape from Big Play. Single player. Okay, let's go. Wow, chị nghe thấy một tiếng nhạc rất là rùng rợn. Mình sẽ mở đi ra xem. Trong này có gì không? Tiếp tục mở cửa ra. Và khi các bạn mở ra thì nó sẽ tự đóng vào. Wow, wow, xem có gì không đã. Trong này giờ đã không có gì. Không có gì cả. Và bây giờ thì mình sẽ đợi anh chàng Big Guy này đi leo mình. Bắt đầu anh ta sẽ đi leo mình rồi. Xem cửa này có mở không đã. Mở đâu. Trong này sợ thật, rất là kinh khủng. Ok, rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ 5. Ozin 3. Skip. Vào đây. Ở đây thì có 4 cánh cửa và 4 căn phòng. Thì các bạn có thể chọn những căn phòng nào mà các bạn chơi. Thì mình sẽ vào căn phòng đầu tiên, Entry 2. Và trong căn phòng này các bạn phải đi tìm 5 chiếc chìa khóa và một cái dương. Cái dương thì các bạn có thể cần tìm hoặc không cần cũng được. Các bạn chỉ cần tìm 5 chiếc chìa khóa thôi là các bạn sẽ thoát ra khỏi ngôi nhà này. Trong đó, trong ngôi nhà này thì có ông Slenderman. Và khi các bạn gặp ông ta thì các bạn phải tránh nhìn ông ta. Nếu nhìn ông ta lâu thì các bạn sẽ bị bắt ngay. Ok, mình sẽ đi sâu vào trong đây xem có gì không. Chỗ này không có gì. Rồi, mình sẽ lên trên tầng 2. Có một chỗ nào rột ở đâu đấy. Ở đây là chiếc chìa khóa đầu tiên. Rồi mình sẽ nhặt nó luôn. Sau đó sẽ đi sâu tiếp vào. Wow, rơi luôn xuống đây đi. Mình sẽ đi ngược lại xem như thế nào. Phải làm bình máu thôi. Let's go. Ok, đi vào trong sâu đây.
Trong này rất dễ gặp Slenderman nhé, cho nên các bạn phải cẩn thận. Cheese. Được rồi, xin chìa khóa thứ hai. Xem chỗ này có cái gì không. Ông ta lấy. Wow. Tránh đi, các bạn tránh đi. Đi thẳng vào trong sông. Wow, wow, wow. Rất tối luôn. Đây không có gì. Đây, một cái dương vàng. Ok, let's go. Rồi, mình sẽ nhảy xuống đây. Chiếc chìa khóa thứ tư, thứ ba. Và chiếc thứ tư mình nhìn thấy luôn rồi. Đây rồi. Just a little more. Ok, đi sang bên này xem có gì không. Rất là tối luôn. Wow, ông ta. Oh my god. Chuồn nhanh. Đây không có gì. Đó, các bạn đi xung quanh và tìm 5 chiếc chìa khóa. Ở đây không có đâu. Không có rồi. Để làm tìm máu vậy. Keys. Rồi ok, mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Let's go. Basics, welcome to Molly's Basics in Education and okay. Learning. That's me. Oh, okay, let's go. Hi. Welcome to my schoolhouse. Now it's time for everybody's favorite subject. Great job. I can't believe it. You're incredible. Shiny quarter. Problem one. Three. My good. Bắt đầu ông ta nghe mình rồi. Khi các bạn trả lời sai một câu hỏi gì đó thì ông ta sẽ nghe các bạn ngay. Ok, mình sẽ ăn cái này đã. Không sao, ông ta đang đi rất là xa mình. Và lúc đầu khi mới lấy hai cuốn sách thì ông ta đi rất từ từ. Nhưng khi các bạn lấy từ khoảng từ tầm 4 cuốn sách trở lên thì phải nói là ông ta chạy rất là nhanh luôn. Ok. Và mình sẽ đến các phòng tiếp theo. Let's go. Rồi, quyển sách thứ 3. Ok. Sau đó thì mình sẽ đến căn phòng tiếp. Một căn phòng gọi là cùng dãy với căn phòng này. Đó là quyển sách thứ 4. Ok, let's go. Tổng cộng tất cả các bạn phải đi tìm 7 quyển sách. What? Ông ta le nhanh thế. Oh my god. Không hiểu sao ông ta le nhanh đến mức độ vậy. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Big Sky, Chapter 1. Valkyrie. Play. Tựa game này thì không giống tựa game Big Sky kia. Big Sky kia là các bạn phải chạy thoát, chỉ cần chạy thoát thôi. Thì chạy càng lâu thời gian càng tốt. Còn Big Sky này thì các bạn phải tìm mã khóa rồi mở chìa khóa ra. Đây, bạn ta đang ở đây. Mình sẽ lên trên này tìm chiếc chìa khóa. Ok, đây không có chiếc chìa khóa nào. Bàn ghế thì đổ vỡ ra. Tiếp tục mở cánh cửa đây ra xem có gì không.
Ở đây là ngoài trời rồi. Rồi mình sẽ vào trong này. Một chiếc chìa khóa màu đỏ. Bà ta đi đâu rồi? Đây bà ta đây. Một chiếc màu xanh. Wow. Oh my gosh. Đó các bạn cứ chạy thôi. Chạy và tìm những cái chiếc chìa khóa và mở một những cái khóa này ra. Ok. Cái này không biết cho vào trong cái gì. Đây rồi. Chưa mở được. Phải có một cái gì đó để mở ra. Let's go. Bà này thì le cũng không được nhanh lắm. Cho nên các bạn cứ cố gắng đi. Giữ khoảng cách bà ta một đoạn là được rồi. Là lúc đó các bạn sẽ thoát được bà ta. Sau đó các bạn đi tìm thêm những chiếc chìa khóa khác và mở các phòng khác. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang tựa game tiếp theo. Fallout Fresh. Continue. 12 giờ sáng sớm, ngày đầu tiên. Đây là một tựa game các bạn phải coi con gấu nó vào nhà các bạn. Và trong này thì có rất là nhiều camera. Rồi 4, 6, 8, 10, 11, 11 cam. Ở đây thì có cửa này. Có flash này. Và mình sẽ tắt những cái flash này đi để tránh đúng đi. Hello. I want to record a message for you to help you get settled in on your first night. Con có cam làm sao để gọi là con gấu nó sẽ không vào nhà các bạn. Cam này rất là khó nhìn này. Đó chắc là cam là ở ngoài vườn, ngoài đằng trước cho nên không đến gì. Và cam này rất dễ gấu vào. On getting you through your first week. Okay? Let's see. There's an introductory greeting from the company that I'm supposed to read. It's kind of a legal thing, you know. Và các bạn coi thời gian càng lâu càng tốt. Dần dần nó sẽ chuyển đến 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ, 5 giờ. Okay. Raspberry Entertainment is not responsible for damage to property or person. Upon discovering that damage or death has occurred, a missing person report will be filed within 90 days or as soon as property and premises have been thoroughly cleaned and bleached and the carpets have been replaced. Blah, blah, blah. Now, that might sound bad, I know, but there's really nothing to worry about. The animatronic characters here... Đó, 1 giờ rồi. Đó, các bạn cứ quay như thế này. Càng được lâu thời gian thì càng tốt. Rồi, ok. Và bây giờ thì mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.